Rồi chào mọi người nha. Tiếp tục giới thiệu mọi người con Yanma EF54 nha. Xe này còn khá là ok, đẹp lắm anh em. Vì tổng thể cho anh em xem mày gồm vô chi tiết nha. Xe này vỏ zin nha anh em, vỏ zin còn nha. Chỗ trước gài cao lắm anh em. Xe này còn đẹp lắm anh em ơi. Về zin, sân zin còn bóng hới luôn. Đó, sân zin á, anh em nhìn đi. Gầm cầu rồi khô ráo sạch sẽ cho nghe, không có miếng miếng nhớt nữa anh em. Láp bọng rồi không có miếng nhớt định luôn nha. Đó. Còn đồ bảo vệ cái lượt nữa, bảo vệ lượt nhớt nữa. Yên bọng rồi mới tin, chưa có miếng gắt. Xe này còn chắc lắm anh em. Con này mới về, quay cho anh em xem luôn. Này đề cao, này để em coi cho có đề mấy. 28 anh em ơi. Con này đề cao lắm nha anh em. Đó. Không biết anh em thấy rõ không chứ ở đây cao lắm em, 2018 đó, đấy vậy là con này đời cao lắm em ơi, tới 2018 bây giờ xe này bây giờ còn mới còn đẹp cái này anh em nhìn cái chắc máy này biết không? Chưa đụng chưa tháo gì cho nghe anh em. Máy này quá đẹp. Cái bô nó sinh viên còn đèn ta đầu luôn. Cái này nó 3 tầng anh em ơi. 9 tới 9 lùi, 2 số xế. Động cơ nó thì cũng như 494 thôi. 4T88. Trời ơi nó mới rồi anh em. Quá dữ. Xem đi, xem em đánh giá này, cái cấu bô nó còn xanh éo luôn. Anh em nhìn lên em biết cái máy này, chết chỉ nhiều anh em biết nha. Đó. Đó, anh em nhìn này. Ốc tán sân chân này. Con này 2.1 lít nha anh em, gần 2.2. tám anh em, 188.
Nhìn cái bơm nó kìa, cái bơm nó còn ốc nổi không, chấm mà. Sơn zin nó còn chấm mà. Cục đề xe này khỏi phải bàn anh em, quá mới, quá tuyệt vời. Quan trọng là cái giá cả thôi, chứ còn cái xe này chắc xe chắc máy này có. Đem cho anh em xem nè. Đó. Quá dữ nè. Xin xới cho anh em xem luôn. Đây nè. Xin xới đây nè. Cắm nè. Còn có mấy khối luôn nè. Bao nem ghim xì hết nha. Chưa đụng đĩa bao nem chạy luôn. Mới cái này. Em nhìn em biết. Về ghim sân ghim nguyên xì hết. Cầu kỳ luôn. Khô gáo sạch sẽ nè, quay dưới nền cho anh em xem. Ghim miếng nhất nào luôn nha anh em. Nên là cần liên hệ nha, số hồi để bên dưới, xe mới không có luôn nha, số chỉ làm mới nha. Con này chạy cả mấy 8 được anh em, 8 vừa, quá chắc, máy này quá chắc. Mới tin anh em mà cần liên hệ nha.